Rồi. Cái thứ hai là cái việc mà chúng ta học học nhiều mà giống như là chúng ta gom một cái mớ mà ve chai đồng nát. Xin thưa đó, cái mà gọi là ve chai đồng nát á, là chỉ khi nào á, mà nó là cái đồ vứt đi, nó là cái đồ không xài được thì nó mới gọi là ve chai đồng nát. Ví dụ như chúng ta học kinh tế, chúng ta học nông nghiệp, chúng ta học trồng cây ổi, trồng xoài, trồng ớt, rồi học nuôi gà, nuôi bò, nuôi heo, mà rốt cuộc thì chúng ta lại đi làm tiếp viên hàng không, xin ví dụ như vậy, thì những cái kiến thức mà nuôi bò, nuôi gà, nuôi heo đó, rồi trồng ổi, trồng xoài, trồng mít, thì những cái đó nó thành ve chai đồng nát, tại vì nó xài không được. Họa chăng nó xài được á, là lâu lâu ngồi tán dóc với bạn bè với nhau thì chúng ta đem nó ra xài. Còn kiến thức giáo lý đó, mà nếu như mà chúng ta học cho cả đống rồi mà chúng ta xài không được á, thì nếu mà nói nó là ve chai đồng nát thì nó tệ quá. Nhưng mà xin nói như thế này để cho quý vị có cái niềm tin, đó là có những cái phần kiến thức giáo lý đó mà chúng ta tự nhận chúng ta là những cái mặt đất mà nó khó thấm nước, thì chúng ta có cái câu là mưa dầm thấm lâu, nghe nhiều học nhiều, mặc dù á, chúng ta nhớ không bao nhiêu nhưng mà chúng ta cứ kiên trì chúng ta nghe đó, ngày một ngày hai đó, từ từ thì cái lượng kiến thức của chúng ta nó sẽ khác hồi xưa nhiều lắm. Những người mà có học giáo lý đó, mà sư sinh thưa là thuộc về ông già bà cả mà cỡ 50 60 tuổi đó, họ nhớ không có nhiều, nhưng mà cứ học đi anh, cứ học đi, rồi anh sẽ thấy cái con người của anh mà anh có học giáo lý đó, 1 năm 2 năm nó sẽ khác hơn nhiều cái con người anh hồi xưa anh chỉ biết tới chùa, anh không học giáo lý. Cho nên pháp mặc dù chúng ta học cho cả đống gì đó mà chúng ta quên hết, hoặc học cho cả đống gì đó mà chúng ta không có cái cơ hội chúng ta ứng dụng, nhưng mà xin thưa với quý vị, pháp nó có một cái đặc điểm nó rất là tuyệt vời, đó là gì? Nó cải tạo chúng ta, nó cải tạo chúng ta, cải tạo từ từ gì đó, âm thầm cải tạo. Người có căn có duyên có trí có tuệ thì họ sẽ thay đổi được nhiều và thay đổi rất là nhanh, nhưng mà người kém trí học 10 nhớ không được một, nhưng mà nếu như họ vẫn kiên trì đó, chính cái pháp nó sẽ cải tạo họ và từ từ thì họ sẽ có thay đổi, không ít thì nhiều, nhưng mà sư tin chắc là nó sẽ có thay đổi ha. Rồi cái cho nên là sư trả lời luôn là cái việc học như vậy có nên hay không thì nên nên dù cho anh là một cái người dốt nát, anh học học đâu quên đó, học trước quên sau, mà xin thưa là có người nói là không phải nói với sư mà nói với một cái vị trưởng lão rất là nổi tiếng, nói với vị trưởng lão đó là con cảm ơn ngài, từ hồi mà ngài mở cái lớp kinh tạng ra tới bây giờ con ngủ rất là ngon. Thì ngay cả như thế đi nữa, có nghĩa là khi mà mất ngủ quý vị mở ra quý vị nghe nó, nghe để trị cái chứng bệnh mất ngủ vậy đó, mà lâu ngày vài tháng thì cũng có một hai câu nó lọt vô trong đầu của mình ha. Cho nên là nên học, sư ủng hộ chuyện nên học. Còn cái chuyện mà tu càng